Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Ala Bio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Nên là ổng kêu thôi, thử luôn không? Ờ thử luôn đi chứ sau gì cũng thử rồi. Ăn trước đi, đợi đừng có đợi ăn sau mất ngon, ổng nói vậy. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Minh Thạnh, năm nay em 25 tuổi. Em đang là phó giám đốc của một công ty cao su ở Bình Dương. Em là ở Sài Gòn hay là ở Bình Dương? Dạ, em đi đi về về anh ạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và tất cả các bạn đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Mã Tú Phụng, năm nay thì 23 tuổi, đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm đến từ Nhật Bản. Hai em kể cho anh nghe đi, là cái mối nhân duyên nào mà các em gặp nhau? Thời gian đó là em đang đi du học bên nước ngoài, bên Úc. Thì em có một thằng bạn thân, nó khoe hình bạn bồ nó cho em. Khi mà nó đưa tấm hình bồ nó ra thì có bà này chụp chung kế bên nữa. Em mới hỏi nó, nhỏ này có bồ chưa? Hình như là chưa, để tao hỏi tao xin Yahoo cho. Thì bà nói bà không cho. Cái em mới nghĩ trong bụng, trời ơi sao mà chảnh dữ vậy. Em lì, em chai, em cứ nhắn tin, em cứ đòi hoài. Cuối cùng thì cũng phải cho đó. Tại vì lúc đó là mẹ em thì cũng đi học mà rất là khó vấn đề mà quen. Cho nên là em cũng sợ là nhiều khi mẹ lại không muốn là con cái xa lãng việc học. Nhưng mà lúc đó là em cũng đang học ở Úc luôn hả? Em học ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Tụi em quen xa. Lúc đó em mới học lớp 10 thôi à. Lớp 10 gì thì bạn này là cũng lớp 12. Dạ đúng rồi. 12. Thì em nghĩ là chảnh lắm, nhưng mà em nhắn tin cô cả 3 ngày là dính à. 3 ngày dính là chấp nhận làm bạn với nhau trên mạng thôi chứ. Dạ. Đâu có tỏ tình gì hả? Dạ tỏ tình luôn á. Em cũng suy nghĩ thôi chắc quen xa thì mẹ không la đâu, tại đâu có gặp đâu mà la. Từ đó cho đến khi mà ổng về là cũng còn 7-8 tháng lận. Nên là mình tìm hiểu được thì quen, còn không được thì thôi. Lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài, cái hình nền và cái hình thiệt ở ngoài nó làm sao? Nó khác xa lắm anh. Khác lắm luôn. Khác là... Trong trí tưởng tượng là ổng phải mignon lắm. Ổng cao mà ổng ốm, cái mặt rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên gặp, ôi cái bụng ổng rất là to luôn. Em cứ tưởng là ổng nhậu nhẹt dữ lắm. Nhưng mà thực chất thì chắc không phải. Ủa mà lúc đó là mới có lớp 12 à? Dạ đúng rồi. Không, nhưng mà cái thời mà cái lớp mấy đứa con trai mà lớp 12 lúc đó ăn dữ lắm. Dạ đúng nó rồi. Nó đăng cái tuổi mà dạ, để Phi cũng vậy đó. Nó ăn kinh hoàng lắm. Em nhìn thấy cô ấy ngoài thì sao? Không giống như tưởng tượng anh ơi. Tiêu cực hay tích cực? Cực kỳ tiêu cực. Ủa con nhỏ nào đen thui mà mặc u nù vậy? Cái em mới lại hỏi, ủa có phải em là Phượng không? Coi như hai đứa đều vỡ mộng về nhau đúng không? Coi như em về được thời gian bao lâu? 3 tháng. Mẹ em chỉ có cho là hai đứa giao du gặp nhau thôi. Ông này cứ sáng sớm 7 giờ ông qua ông bấm chuông nhà em, là mẹ em qua biết. Làm gì? Ông qua ông chỉ ngồi trong nhà, ông đóng đồ trong nhà, ông chơi với em. Mẹ em rất là khó, mẹ em không có cho em đi qua đêm chơi. Cứ tới 11 giờ đêm đúng giờ lắm đi về. Trời mà rồi. Cái thời gian đó em khó chịu không? Dạ, khó chịu không? Tại vì nhiều khi á tuổi trẻ là cần phải đi chơi ha, dạ, đi du rồi. Lịch đi khám phá này kia nọ. Trong cái thời gian mà ổng về sau này á thì là ba của ổng muốn ổng về công ty để làm, tại lúc đó là cũng đã 22-23 rồi. Cái xong ổng mới kêu là thôi cưới đi, rồi ổng mới làm, ổng mới đi làm. Còn mẹ có cho đi qua nhà bạn trai không? Dạ cho. Có khi nào qua nhà bạn trai bị bạn trai dụ? Dụ không? Đó. Dạ, bị dụ đó. Có bị dụ? Dạ có chứ. Lúc đầu là em với ổng cũng nói nhau là thôi để cưới đi, tại cũng sắp cưới rồi. Nhưng mà cũng bị dụ. Ví dụ là lúc đó là ốm rồi, trắng lại rồi, đẹp lắm, ngon lắm. Ổng kêu là nhìn ngon lắm. Ổng hay nói vậy, nhìn ngon ra rồi. Nên là ổng kêu thôi, thử luôn không? Thử luôn đi chứ sao gì cũng thử rồi. Ăn trước đi, đợi đừng có để ăn sau mất ngon, ổng nói vậy. Lúc mà em thành công rồi, lúc đó mà khi mà xong rồi á thì em thấy mệt. Tự nhiên thành công xong mà tôi thấy mệt. Trời ơi, tôi đang chờ đợi câu gì nó rất là lãng mạn, rất là lãng mạn. Em mà cái này truyền hình thực tế mà mệt. Dạ. Thì nó nói mệt chứ sao. Mình thì lần đầu tiên của mình mà. Em không biết nha, này ảnh khai không có nói thiệt lần đầu thầy tiên không? Dạ thì lúc đó mình thấy lạ, cũng thấy kỳ kỳ ngộ
thì cũng muốn thử nữa. Trời ơi, con còn nhớ lúc đó, lúc mà ổng còn kêu chứ, trời ơi nhìn ngon vậy, không biết 21 mà cưới chắc một ngày không biết mấy lần ổng nói như vậy. Tới bây giờ cưới xong hả, cả tuần lễ nhiều khi cũng phải khều ổng để nói chuyện, nhưng ổng phải nói ủa anh ơi anh biết làm nhiệm vụ không hỏi như vậy. Tại vì do có con á, thì xung quanh cứ con lòng vòng con, cái nhiều khi là ổng mệt ổng đi ngủ luôn. Không phải thật sự là mình không có muốn làm cái gì, nhưng mà do là khi mà mình muốn á thì con nhỏ kia lại không ngủ. Nó lại thức, bữa nào mà mình hứng lắm á, nó em ơi em dỗ con ngủ lẹ đi em. Nó không ngủ, nó thức tới 2-3 giờ sáng. Cái tính mình nó có luôn. Tính hay sao á. Nó thành vợ cách cảm với ổng. Giờ bé mấy tuổi rồi? Dạ, Tết năm nay là 2 tuổi. 2 tuổi chắc nó thức cũng lâu lắm à. Không, nó thức quá lắm, cũng 2-3 giờ sáng thôi. Nhưng mà ông này ông chịu không nổi rồi. Tới lúc đó là ông kêu sức đâu làm nữa. Phải ngủ thôi đúng không? Chuyện hai vợ chồng này sao kết luận lại là bây giờ á là phải là ngủ trong cái trạng thái mà ấm ức liên tục như vậy. Đúng không? Ấm ức. Đang là lén lút có nhiều khi phải chùm mền mà nó, em cứ tưởng là nó ngủ rồi. Nó im. Nằm nó quay vô tường. Mình mà tưởng nó là nó ngủ. Im, mà ngủ rồi. Hành động cái nó quay hành ra lại. Cái nó quay, cái nó quay qua nó nhìn cái là hai vợ chồng rồi thôi. Buông ra luôn. Rồi hai vợ chồng cũng như là lấy nhau được tầm 2 năm hơn mà quen nhau đã 5 năm. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Trời ơi, nói nhiều. Trời ơi, mắt sáng rực luôn, hào hứng quá vậy. Bà đợi có khúc này thôi đó anh. Ổng thì cái tật xấu của ổng rất là nhiều. Ổng ngủ cũng hay mớ lắm. Ngáy to mà còn mớ nữa. Nhiều khi á là em đang ngủ nha mà ổng đi. Đi không? Ổng nói chuyện rất là thật luôn. Xong em hỏi là đi đâu? Cái ổng kêu là đi lên cái đồi đó đó. Ổng nói một cái chàng, ổng nói rất là nhiều thứ luôn. Cái xong em nói là đi con nhỏ nào không? Tại vì em cũng gạ gạ em hỏi thử. Cái ông kêu xàm quá. Em mớ mà sao mà em nghe được người ta đối thoại với mình. Ông vẫn nghe em nói nha, là lúc đó ông mơ mơ. Khi em tỉnh vậy là em không biết em đã nói như vậy. Ông nhớ. Em canh ông mớ là em phải hỏi có con nào không, con nhỏ nào không. Không có. Rồi đợt em đi Nhật chơi với bạn bè thì thường là tụi em sẽ ở chung với nhau trong một phòng, nó rất là vui. Thì hai chị em đang nằm nói chuyện qua lại, cái ông ngủ rồi, ông ngáy to đã đành rồi ha. Mà ổng quay qua, ổng la, ổng kêu là tụi bay vậy. Nguyên đám bạn. Đi nguyên đám bạn quay qua nhìn. Ủa nó nói chuyện nhai vậy mãi. Mà tụi bay. Ôi vui quá. Rồi ngủ mới nè. Ôi cái đó cũng phải tật xấu đâu, thấy tội nghiệp lắm. Còn tật xấu gì không? Rồi một tật xấu rất là lớn mà cũng là muốn ổng khắc phục luôn. Đó là ổng thương chiếc xe hơn thương em. Nhiều khi ổng chở em đi làm tóc đi, ổng đợi em 4-5 tiếng là ổng đã bắt đầu nhắn tin cằn nhằn. Ổng đi đổ chiếc xe ổng 10 tiếng mà ổng không có một chút gì gọi là kêu ca than phiền. Ổng rất là vui mà về ổng rất là hưng phấn luôn. Ổng kêu chiếc xe ổng là vợ bé của ổng. Nên là ghen với một cái con người cụ thể. Đúng nào mình đỡ nhục hết. Mà mỗi lần ghen em... với một cái xe mà một cái cơ khí điện máy chấm nhục gì đó là nhục mà vẫn ghen. Mà em mỗi lần em nói ra ổng kêu chở ai, ổng hỏi vậy. Xe đẹp chở ai, ổng hỏi như vậy. Em đính chính là thà là em mê chơi xe còn đỡ hơn em mê những cái khác. Ổng nói với em như vậy. Cờ bạc gái gú, tại vì mấy cái đó thì không có đụng tới. Mà ổng lên mạng xã hội nha, lúc nào cũng chỉ đăng hình xe ổng thôi. Ổng không bao giờ mà đăng hình của em. Đăng hình của em có người ta vô người ta comment là trời ơi nay sao thấy để vợ lên là ổng xóa liền luôn. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Nó ở dơ thì cũng không phải là ở dơ. Cái tính thì rất là gọn nhưng mà không hiểu tại sao mà cái bề ngoài ổng rất là xề xòa. Ổng đi làm nha mà ổng chỉ mặc quần xà lõn với cái áo ngủ, ông đi ra ông làm, ông mang đôi dép sạc 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 sạc, ông đi ra ông làm. Ông phó giám đi đốc đâu? Đó đi phó giám đốc nhìn vô hả? Dạ đúng rồi, đi ra công ty làm đó. Cái đặc thù mà... tính chất công việc ảnh hay đi ra vườn cao su rồi. Dạ đúng rồi anh, cho đó em đồng ý với anh đó. Bây giờ anh nghĩ đi, xuống nhà máy sản xuất mũ nó hôi, không lẽ giờ mình mặc đồ vest mình xuống dưới đó mình đi vòng vòng. Lúc mà xong hết một ngày làm việc rồi mà ông đi vô phòng ngủ thì em kêu là ông đi tắm đi, tại vì ông vô một phát là giống như ông mang hết nguyên vườn cao su vô, là trời ơi nó hôi hết nguyên cái phòng của em luôn. Cái ông cứ giả bộ ông đi ngang ông chơi với con một cái, xong ông nựng con một cái ông giả bộ ông đi ra đi vô, ông không thèm đi tắm. Hồi xưa em thương ổng á nha, là em hay nựng cái mặt của ổng. Trời em hung, em hay nựng, tại cái mặt ổng bự nên là rất là thích nựng. Nhưng mà sau khi mà làm cao su xong á, trời ơi mặt ổng hôi mà ổng không thèm đi tắm. Ổng không rửa cái mặt của ổng ra, tối ngủ em kêu là nhớ rửa mặt đánh răng đầy đủ nha. Ra mà em quay qua em hửi cái mặt ổng cái là thôi em nghỉ luôn, em quay qua em ôm con luôn. Sợ nhiều khi em bước vô phòng á, không phải một mình vợ ngửi mà con ngửi nữa. Đó nên con không bao giờ theo ổng.
cứ ba là no 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 ba. Vậy là không chăm con. Cái chuyện đó lại có thêm một câu chuyện khác nữa. Em nói từ lúc em mang bầu, ông rất là thương em. Ông hứa rất là nhiều luôn, ông kêu lên mấy mốt phân rồi ông dọn hết cho. Sau này em đẻ ra đứa con cái, ông chạy luôn. Ông chỉ cần nghe con mà nó xì hơi cái là ông chạy, ông bế, ông chạy đi mất dép luôn. Trời ơi em tức dã man. Mà bây nhưng mà giờ cái mùi đó nó lại dễ chịu hơn cái mùi cao su á, thiệt mà. Vậy mà ông không chịu hửi. Mùi cao su của em bé nó không, ông nói mùi cao su vậy nè, ông quay qua ông kêu chứ ráng hửi đi, mùi tiền đó. Ông nói em vậy đó, mùi tiền đó ráng hửi đi. Con này là mùi phân. Ông nói như vậy. Em thì hay có kiểu là khi mà vệ sinh cho mông của nó, canh ông ở đâu em ịnh vô ổng cái để em chạy đi. Là ông cứ chửi em ở dơ, ông nói. Cái đó là cũng là cái tật xấu của vợ em. Lầy với là chơi dơ lắm chị. Đây thôi giờ kể luôn tật xấu của vợ đi. Thì vợ em lúc mà rửa đít cho con em á, ẩm nó thì đưa hai chân nó vậy nè, em ngồi ở đâu cái ịnh lên người của em, ngoáy ngoáy lỗ mũi thì chét em. Anh thương em, anh phải thương hết tất cả những gì thuộc về em. Anh nghĩ ra những cái đó mà ai mà thương được. Thương được cái chừa ra. Mấy cái dơ, mấy cái bẩn rồi thương hết. Thương là thương cho hết. Mà bây giờ tới hai má con luôn chứ không phải mình má nó không. Nhìn cái mặt rất là hận. Với lại chơi giỡn nhây lắm anh. Biết mình không thích thì mà cứ thích giỡn tới. Tới khi nào mình bực thì thôi. Mình đi làm về mệt. Đang 2-3 giờ sáng mình đang thiêu thiêu mình ngủ. Cái bà quay qua bà khều. Anh ơi em ngủ cũng được. Hết bả rồi tới nhọn gái em lại quay qua kêu bá bá bá, nó leo lên người em nó nhúng. Xong rồi hết nó qua thì lại tới bả, cứ làm vậy tới sáng luôn là em không ngủ được luôn. Mày đi ngủ chưa? Không chửi em á, nó quýnh mày bây giờ đó. Ông cọc quá rồi, xong lát hồi ông phải xuống nước ông năn nỉ em làm ơn cho anh đi ngủ được không, anh lại em luôn. Rồi nó bỏ tay nói hết nhiều tật xấu gì nữa thì... có hay sai vặt chồng không? Không, cái đó là chuyên gia, cái đó là không phải là tật xấu nữa, là nhiệm vụ bổn phận của em. Bả có cái tật là bả xài đồ xong bả không thèm cất. Bả không thấy em thì thôi, mà mỗi khi em từ bên ngoài em bước vô phòng á, bả thấy em là bả sẽ xài. Anh ơi lấy cái này cho em, anh ơi lấy cái kia cho em. Cứ xài miết luôn, thậm chí buổi trưa mình vô được một tiếng đồng hồ mình nghỉ. Anh ơi tắm cho con đi anh, cho nó ăn cơm đi anh. Chị nghĩ coi bây giờ nó xài kiểu đó, mình bực mà. Cái buổi chiều em làm sao em đâu vô phòng. Em ở ngoài em đi vòng vòng tới 7-8 giờ tối em không mới vô. Không phải ông đi vòng vòng. Ổng ra cái võng ông nằm, em trong phòng ông rình. Ủa sao anh thấy? Trong khuôn viên của công ty thì có nhà ở luôn, cho nên là em mở cửa sổ em hé hé ra em nhìn thấy ổng ra ở ngoài bãi xe á. Đó ổng nằm võng ổng đu ổng chơi. Xong rồi em mới hỏi là ủa anh ơi anh xong việc chưa, em gọi điện em giả bộ em hỏi. Trời ơi anh quá trời việc em ơi, hôm nay anh bận quá trời luôn, chắc không có vô phòng sớm được. Thôi em nghĩ vậy hả, vậy thôi anh làm tiếp đi. Cái em cũng rình coi ổng có đi làm nữa không. Ổng nằm chơi, cái lát hồi em ẩm coi em ra em xách lỗ tai vô. Bận lắm hả, bận chơi game nhiều việc lắm hả, em xách cái lỗ tai em mang vô. Rồi em kêu là hả nè chăm con đi, sáng giờ em chăm con rồi, giờ tới anh xong đó chăm con đi. Trời dữ lắm luôn. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Chỉ mong là vợ em bớt sai với lại bớt chơi dơ với em lại là được rồi. Em thì em cũng mong muốn ổng là trau chuốt bản thân lại một chút xíu, bớt đi độ xe lại, tại vì chiếc xe nó như vậy là đã quá được rồi. Mình dành thời gian cho con nhiều hơn, cuối tuần là phải dành cho gia đình nhiều hơn, là những cái mà mình thích. Vợ em mà chơi dơ á, chơi lầy với em á, là đó là một cái sự biểu hiện của cái lòng ghen tuông với kim khí điện máy. Cái thời gian dành cho con vợ bé đó nhiều quá. Đúng. Dạ. Phải dành cho bà này giúp bà lớn với bà nhỏ chút xíu. Dạ. Đó vậy. Thực ra là hai đứa quá giỏi, thực sự là như vậy, quá giỏi cân bằng được cái cuộc sống mà để có thể chăm nom, tự tay chăm nom được con mình là quá hay. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Rồi. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Ngay cái lúc đó là cũng xác định là sẽ không có quen, thì lúc đó đã vô bắt đầu năm học 12 rồi. Em nói là không sao thì mình cứ quen rồi, anh sẽ hướng dẫn cho em học. Tôi tấn công. Lúc mà từ cái lúc anh tấn công đến lúc em đồng ý có mấy ngày rồi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em đến với chương trình. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Lương Tấn Tài, năm nay 32 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Rồi. Chào em. Và em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là Hoàng Quý, em sinh năm 93,
và đến từ Biên Hòa. Em cũng là nhân viên văn phòng luôn ạ. À. Dạ. Mới xuống luôn phải không? Dạ mới xuống. Biên Hòa mới xuống đó. À. Rồi, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là sao? Tụi em quen nhau tính tới nay cũng được 9 năm hơn rồi. Em uống cà phê ở một cái quán cà phê quen, gọi là quán quen, nên chỉ ngồi ở chỗ mà chủ quán ngồi thôi. Nó nằm ở cuối cái quán sân vườn luôn. Buổi tối hôm đó thì trước khi em đi xuống em thấy có một nhóm rất là nhiều người ngồi chỗ tụi em rồi. Lúc đó thì em chỉ hơi bực mình chút xíu là tại sao tụi em ngồi quen rồi mà lại có người khác ngồi chỗ đó nữa. Dành chỗ thì đó. Thì em ấn tượng rất là, không phải nó quá, nhưng mà tuy trời tối nhưng mà tự nhiên em thấy cái chỗ của bà xã em ngồi á, nó sáng một góc lên. Thứ nhất là về phần cái vóc dáng á, là chỉ có mình bà xã em là bự nhất cái chỗ đó thôi. Chị cũng thấy anh là mắt anh rất là to. Mà lúc đó anh ốm á là cái mặt anh có chút xíu à. Mà anh nhìn em vậy nè, y như là hả muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó. Mà sắc cái cặp đó hả nó xấu mà nó tàn. Đến bây giờ vẫn còn giữ cái cặp đó luôn. Vậy á. Vô hình chung là có bạn học chung của bà xã em đang phục vụ cái part time ở bên chỗ đó. Em mới nói với lại bé này, em kêu em qua em hỏi cái bạn của em, cái bạn cao cao đó, là nếu mà đồng ý thì có thể cho anh xin số điện thoại được hay không. Thì lúc mà có xin số điện thoại thì mình cũng cười, thì mình cũng biết là tại vì ảnh nhìn mình nhiều quá thì chắc cũng thích thì có nhắn tin thì cũng cho vậy thôi. Nhưng mà ngay cái lúc đó là cũng xác định là sẽ không có quen, thì lúc đó đã vô bắt đầu năm học 12 rồi. Khi em nhắn tin, bà xã em tự cho không chịu quen. Em nói là không sao thì mình cứ quen rồi anh sẽ hướng dẫn cho em học, cứ tấn công. Anh nhắn tin tới tấp lắm. Em nhớ cái lúc mà đi chơi thì cái hôm đó là trời nó cũng mưa thì thấy nó cũng lạnh. Cái em ấy nói là anh có tay không cho em mượn đi. Thì sau cái hôm đó anh về anh tự mặc định là em đã đồng ý quen ảnh vì là em đòi nắm tay ảnh hơn. Xong còn rồi gì nữa? Lúc đó là đã ra học đại học chưa? Dạ chưa. Lúc mới mà 12. Từ cái lúc anh tấn công đến lúc em đồng ý có mấy ngày rồi. Rồi là quen là 3-4 ngày. Ồ dài thế. Dài lắm. Chuyện tình qua những lời thả thính. Thả chừng 3 ngày là dính thính. Yêu nhau mấy năm lận mà đúng không? Dạ 6 năm. Yêu đương đó, lần đi chơi xa đầu tiên là lúc đó là năm nào? Mặt em ghê quá à. Thật sự một cái mặt ta một cái năng lượng tích cực như thế này mà nó ghê à. Nói như vậy là em hiểu đang nói vấn đề gì rồi. Cái lần mà có cái mối quan hệ mà nó sâu hơn của em á, tại vì bà xã em học đại học ở trên Sài Gòn, em thì Biên Hòa, em cũng đi làm nữa. Thì qua tới năm cuối của bà xã học nhiều quá, không có thời gian để về đều đặn, thì em mới phải lên. Mà công ty của em thì làm 4 giờ rưỡi mới xong. Xong là em về là em chạy thẳng một cái là Sài Gòn, là bà xã em vừa kịp ra luôn. Bận đi thì mình không sao, bận đi mình cũng mệt, có mình lực. Có động lực. Tới bận về mình chạy cái mình à. Thấy đường nó xa, giống như vậy chạy từ đây mà xuống Cà Mau ra sao ơi là sao vậy. Em vẫn nhớ buổi chiều em nói, em có nhắn tin bà xã em, hôm nay làm rất là nhiều, rất là mệt rồi, nên thôi để tiết kiệm thời gian á, để anh ghé anh mua mấy cái đồ ăn vặt cho mình vô trong khách sạn mình ăn cho nó thoải mái, cho nó vậy là em tắm một cái cho nó đỡ mệt người em biết ngày nữa. Thì thật sự trong đầu em lúc đó trước khi nó câu đó là em nghĩ đúng như vậy, em chưa nghĩ chuyện sau đó. Nhưng mà tới cái trên đường đi á, cái em mới nghĩ là bà xã em đã đồng ý rồi thì tại sao mình lại ăn uống không. Tại khi lúc thật sự khi em nhắn tin qua em chỉ là nhắn tin thuyết âm mưu với lúc đó nó mới lòi ra khả năng nó mới trổ dậy trong lúc trên đường đi á. Rồi sao em cũng lên á, em mua đồ ăn vô xong rồi hai chồng cũng ăn chung với nhau. Rồi sao em nói vô em để em tắm phát. Rồi khi em tắm ra xong á, khi em ngồi đó em thấy bà xã ngồi em coi tivi, thôi tắm đi tối về hỏi tắm nữa. Cái phòng tắm á nó là cái cửa trong mà mờ chứ không phải là quá trong. Thì khi bà xã em vô tắm xong thì bà mới đưa cái tay mà bà nói là lấy cái khăn. Em chạy vô em lấy khăn, đóng cửa em tắt đèn. Cái đầu bà la, làm gì đó. Thế kêu đường nào cũng làm, phải làm trước làm sau cũng vậy. Từ đó là gần như cái tần số em lên Sài Gòn nhiều hơn. Tại vì động lực nó có rồi. Bà đi về dạ, đi về giống như cũng là vui tươi hơn. Dạ, đi về là chuẩn bị suy nghĩ cho tuần tiếp theo như thế nào rồi. Nên rất là thoải mái. Anh không hề muốn hỏi nha, để em khai nha. Dạ, nhưng em hiểu đó. Ý của anh. Dạ. Trong cái thời gian mà các em yêu nhau đó, thì nó có những cái biến cố gì nó xảy ra? Có một chuyện là về trầm cảm. Bình thường em rất là lo về cái việc học của em. Tự nhiên đợt đó đi học không hiểu thầy cô đang nói gì hết. Rồi cứ suy nghĩ nó cứ tiêu cực, xong rồi nó cứ không có giải thoát ra được. Có những ngày em mở mắt dậy thì em thấy cuộc đời luôn u ám, mà nó đen tối, mà không thấy đường đi lối về luôn. Mà em thấy tự nhiên sống trên đời này tại sao sống làm gì, thở cũng không có được ích lợi gì cho ai hết. Rồi có những ngày gì vậy thì cứ ôi hôm nay mình vui vẻ, mình yêu đời, rồi nó cứ lên xuống thất thường như vậy. Cái đợt đó thì anh cũng rất là ở gần em, anh cũng những cái ngày mà em buồn thì anh cũng cố gắng động viên tâm sự. Nhưng mà đến một lúc
tự nhiên em quay qua nhìn thấy ảnh, em nói sao tại sao mình lại yêu con người này, mình chán quá đi, mình không muốn quen nữa, ngán đến tận cổ mà không muốn nhìn mặt luôn á. Thì đó là cái lúc đó là em chia tay với ảnh. Cái lúc đó là năm thứ mấy? Khoảng thời gian 5 năm. Lúc mà em nói lời chia tay á thì ảnh giữ em dữ lắm. Tại sao nó lại có cái trầm cảm đó? Nó phải có một cái sự cố gì đó chứ đúng không? Sâu xa hơn là trước đó là ba mẹ em có xảy ra biến cố, bố mẹ cãi nhau và mẹ bỏ nhà ra đi. Thì em dọn ra ở với mẹ thì bố ở riêng. Anh nghĩ đó cũng là một trong những nguyên nhân mà em bị mất niềm tin. Thật ra anh mất niềm tin vào hôn nhân là em mất từ hồi em quen ông này em đã mất rồi. Ôi, và em xác định là em không muốn lấy chồng luôn á. Là bởi vì trong cái cuộc sống của em thấy những cái cặp vợ chồng nào nó cũng có những cái chuyện này chuyện kia, không trai gái chăn hoa thì gia trưởng bảo thủ. Rồi chỉ được một thời gian đầu thôi, sau đó thì hôn nhân nó chỉ là một cái mồ chôn tình yêu thôi. Thì đến khi quen ông này em nói thôi quen chơi nha, không có cưới đâu, anh nói trước cho biết vậy đó. Thì ông nói là ông sẽ là người thay đổi về cái suy nghĩ đó của em. Và ai mà có những cái suy nghĩ giống như em thì nên thường xuyên coi chương trình Vợ Chồng Son. Trong cái thời điểm đó đó thì em cảm nhận về những cái hành vi của vợ em như thế nào, và em có những cái tủi thân, có những cái suy nghĩ gì hoặc là như thế nào, em chia sẻ cho mọi người biết đi. Thì khi bạn bè em nhìn vào á thì chỉ nói giống như là nó chán rồi. Nhưng bản thân á, tại vì thời gian của nhau cũng khá là lâu, tính em thì gọi là giống như đàn bà nhiều hơn là hay chi ly, hay để ý nhiều hơn là một người đàn ông bình thường. Thật sự lúc đầu là em rất là coi thường đó. Tại vì có lúc vui lắm, có lúc mà em thấy cái phản ứng với lại cái thằng sắc của bà xã em không có tốt là em biết có vấn đề, em cứ hỏi. Khi em hỏi thì bà xã em lại né tránh. Thì khi mà em hỏi được ra thì bất cứ những chuyện nhỏ luôn em hay hỏi kỹ lắm. Khoảng chừng một năm á là tính bà xã em như vậy. Em sợ tới mức mà em phải lên trên mạng hoặc là em gặp mấy người bạn em hỏi, bị cái chứng là rối loạn lo âu. Nó là một căn bệnh chứ không phải một cảm xúc khi mình nói nữa. Đúng rồi. Thì lúc đó em mới sợ, tại vì lúc đó em nói là bà xã em hết nghe. Em biết rồi, em không nói nữa, em sẽ quay qua em nói với lại mẹ. Thuốc mẹ không tác dụng nữa rồi, bà xã em nói chia tay rồi. Thì thời gian từ năm thứ 5 tới năm thứ 6 là em lại làm những tất cả những cái gì mà từ đầu tới giờ em lại xoay tới để tạo cho bà xã em cái ký ức mà hồi xưa mình đã như thế nào, mình đã trải qua như thế nào. Thì vô hình chung cái đó nó lại hiệu quả. Cái chuyện đó là một năm trời. Dạ, cái mấu chốt để bà xã em trở về với em là hồi xưa học bên trường sau kỹ thuật, thầy mới nói là nếu mà con có điều kiện lên đây thì đi trợ giảng với thầy, rồi xong mà có điều kiện thì thực tập sinh ở bên Đức. Nếu mà giả sử như bà xã mình không có được nữa rồi thì thôi mình đi. Thì ngay cái buổi sáng hôm sau khi em chở bà xã em có nhắc lại cái chuyện em đi Đức, thì em thấy bà xã em khóc rất nhiều. Em dừng xe lại em hỏi chuyện, thì lúc đó cảm giác của cả hai đứa từ lúc đó nó cảm thấy ngồi gần nhau, nó cảm thấy như hồi xưa vậy đó, chứ không phải là lúc thời gian mà hai người có chút chặt nữa. Là từ đó là tụi em vượt qua được cái giai đoạn đó luôn. Là sau đó là đám cưới luôn. Dạ, đám hỏi rồi mới đám cưới luôn. Dạ. Còn có gì khó khăn, còn có gì biến cố nó xảy ra nữa không? Dạ, cho tới giờ thì chỉ mỗi mấy cái tính xấu của bà xã thôi, còn lại em ổn. Rồi. Thôi nhân đây thì kể luôn đi. Em nhường bà xã em nói trước. Ẩm nhường trước là bởi vì ông ít tính xấu quá thôi. Không đi nhậu, không hút thuốc, không bia, không bọt, không cờ. Mà còn xuyên đi chùa tụng kinh nữa chứ. Nên là giờ em không biết là tính xấu của ông là cái gì. Thì chỉ có những cái nhỏ nhặt như là hay lề mề là về hay quăng đồ bừa bãi. Nhưng mà nhắc thì được mấy ngày, rồi mấy ngày sau thì lại thôi. Đồ ở trong tủ xếp gọn thì lấy một cái ở dưới thì mình nhấc lên trên, mình lấy ra. Ông nói cái một vậy nè, rồi nó lộn mèo hết, là mấy ngày sau nó lại lộn như vậy hết. Những cái tính là nhỏ rồi. Trong cái toilet của hai vợ chồng thì đáng lẽ có hai cái bàn chải đánh răng, nhưng mà em mua trộm hai cái giống nhau và một cái của em là khác biệt. Nhưng mà lúc nào em cũng thấy cái bàn chải của em là ổng xài trước khi em đi làm, rồi em đi làm sau là sờ cái bàn chải anh ướt nhẹp hết á. Rồi em hỏi là tại sao không đánh bàn chải của mình mà cứ đi đánh bàn chải của vợ, bộ ghiền hơi đến mức như vậy hay sao? Thì ổng cứ cười thôi mà không hiểu tại sao cứ xài cái bàn chải của em. Rồi anh đang thắc mắc nè. Tại sao vậy em? Tại vì tính của em á là hay ghẹo bà xã em lắm. Bà xã em hay lèm bèm, hay nói lắm. Có cái đồ chồng thì em lấy vô chồng, mua màu khác thì em lại chọn đúng cái màu đó em xài. Lại như rằng cứ xài xong là chiều về làm bèm, xài xong chiều làm bèm, ngày nào. Rất là ngược lại đó. Dạ. Sưu tầm những cái con dao bấm hoặc là những cái con dao mà đi rừng á anh. Nhưng mà đến mức gì nè, mua cái con dao đó xong rồi cất vô hộp, được mấy ngày lôi ra, lấy dầu lau xong nhìn vậy nè. Của quý gì dữ lắm. Đó, xong rồi em cứ nói nó trời này mà quay clip lên xong rồi quăng lên Facebook á là chắc người ta tưởng khùng hay gì á. Rồi ổng nói con vợ nhỏ của ổng luôn mà. Rồi hai vợ chồng cãi nhau cái tức quá thì ổng bán hết luôn.
Rồi bây giờ ông lại có một con vợ nhỏ mới là một cái hồ cá thủy sinh. Rồi suốt ngày đi làm về, cá đâu rồi? Cá này đâu mất tiêu rồi, sao nó hay chui trong này quá vậy? Rồi lấy cái đồ hút 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 ở trong này ra nè, xong rồi mà chăm còn hơn là chăm vợ nữa. Rồi cái lúc mà quen á thì cái tần suất mà gần gũi á thì nó cũng đều đặn lắm. Tới lúc cưới rồi, nhiều khi em ngồi em đợi mà ổng chả nói chả rằng gì hết, chứ nhiều khi mình nó không lẽ giờ lúc nào mình cũng là người chủ động. Đến bây giờ là gần một tháng rồi cũng chưa đụng em nữa. Rồi tối nay đụng. Mẹ nó cũng có tự xử không? Cũng không luôn, rồi đi ra ngoài cũng không luôn. Mẹ nó không biết con này xin lấy ổng như thế nào nữa. Chưa kể nha, đi lên công ty là xà nẹo với mấy đồng nghiệp nam lắm chị. Bóp đít, bóp vú người ta tùm lum. Trời ơi. Ổng nói lẽ. Ông nói là ông cưới em chỉ là lúc bước bình phong thôi à. Trời ơi, không lẽ là y thị giải tỏa liền, tỏa liền. Tại sao, tại sao? Yeah, tại vì vợ chồng em lấy thì ở chung chung nhà với ba mẹ thì cũng không riêng lắm, không được thoải mái cái phần đó. Khi mà sanh em bé rồi thì em lại muốn kiêng 100% cho bà xã của em luôn. Rồi giống như cái lúc mình luyện được cái kiểu mà gọi là lên thượng đẳng như là đó. Em có thân vậy. Không sao đâu, không sao đâu. Không sao cứu rồi bây giờ. Không sao luôn, không sao luôn. Giờ muốn hai chồng có lịch nhau rồi. Khi mà em muốn vậy, bà xã không có nhà. Khi bà xã muốn thì em đang còn vẫn vơ với hồ cá, dao cộ, lum la rồi em chưa có sẵn sàng. Rồi ngược lại khi mà bà xã ngủ rồi tự nhiên lúc đó cái em lại muốn. Chưa. Cái vụ còn bóp vú bạn nam. Lý giải liền cái chuyện đó cho vợ để cho vợ yên tâm. Dạ, cái đó giống như là thói quen lên công ty rồi giỡn với nhau rồi hay khiều qua khiều lại. Thế giờ dù mà bóp đít nam thì được, chứ lại bóp nữ nó quay qua tán nữa chắc còn mệt nữa. Nhưng mà hạn chế cho con được bóp hút chứ. Nói nghe nè, cái này tưởng là bình thường nhưng không có bình thường đâu nha. Nên tối nay hai vợ chồng về á, ngồi đối diện với nhau nói cho nó hết đi. Tại vì á, luyện á, tự nhiên luyện bây giờ thành thượng đẳng thượng thừa. Ở trển luôn rồi, hiểu không? Thành ngài luôn rồi. Bây giờ là ngài không có muốn vướng trần tục nữa. Rồi bây giờ tới ngài, không phải tới em. Cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Bà xã của em tính không có cẩn thận. Tại vì nó tính em giống như là sát nam, nhưng mà tại hồng nữ nó tính kỹ lắm. Y thị nữa rồi. Ở nhà mà đồ á, tuy để lung tung nhưng mà em nhớ. Hoặc là khi đi du lịch á, tất cả cái gì được em gom hết. Em có một cái túi y tế riêng để khi mà mình cần là mình có. Nhiều khi tối tới mình đau bụng thình lình, lúc khuya đâu có ai mà lo được. Hoặc nhiều khi đi chơi những cái lúc mà đứt tay nhất thì thình lình mình có, tại tính cẩn thận. Còn khi bà xã mà mỗi lần mà kêu chuẩn bị đồ đi chơi á, là y như rằng là em phải xuống cái chỗ mà đi chơi rồi em phải mua thêm. Tại vì dở coi hỏi gì cũng ủa nhớ bỏ vô rồi mà. Ủa không nhớ có bỏ vô rồi, nhớ rồi. Em nhớ dai. Thì khi em nhắc bà xã em thì không có chuyện làm liền. Tới mức em nói làm ơn lên cái dây đồng hồ báo thức á, để khi nó hiện lên nó cho luôn một cái tên luôn là phải làm cái gì, để khi nó reo lên cái nhìn cho nó biết làm cái gì. Quên báo thức luôn. Thứ hai nữa là cái phần bà xã em hay bị nóng tính. Cọc tính lắm. Nóng tính là còn sân si nữa. Khi mà mình sân si lên á, cái người ta từng làm tốt mà không có nhớ. Đúng, mình chỉ đúng. Nhớ cái mà người ta mới làm xấu thôi. Rồi mình cứ nghĩ xấu người ta, mình nói xấu người ta các kiểu gì đó. Cái cuộc sống mình nó hay lắm. Mình giận người nào, mình chửi người nào là y như là sau này mình nhờ người đó. Là chỉ hai cái đó là em. Rồi nhân đây thì muốn cô ấy thay đổi điều gì nói luôn. Dạ thì khi gặp một cái sự việc gì á, cũng nhìn cho nó hai chiều hết. Hoặc đơn nhất là kìm trước, nghe đó xong rồi về nghĩ lại, rồi hẳn mới có cái hành xử để cho nó đừng có để mà những cái chuyện nó không hay nó xảy ra. Rồi còn Quý, chị muốn ổng là thí dụ như nhà đã gọn sẵn rồi thì nên giữ cái gọn đi, đừng có bày ra nữa. Hoặc là đã hứa là anh làm cái này cho em đi thì anh làm liền. Bây giờ chồng em đã làm cho em thay đổi được cái tư tưởng là hôn nhân không phải là địa ngục chưa? Bây giờ em không còn cái tiêu cực về hôn nhân. Không suy nghĩ cái tiêu cực đó nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì người chồng này của em thì là hơi ngài một chút xíu thôi, chứ còn là quá là quá tuyệt vời, quá tốt luôn. Ừ, quá tốt luôn, đúng không? Dạ. Thực ra là cái người mà kiên nhẫn để kéo em về với cái thực tại mà em không bị cái căn bệnh mà gọi là rối loạn lo âu nữa là chị thấy là rất hay luôn á. Tại vì cái căn bệnh đó mà không có một người kiên trì bên cạnh em là đúng thua rồi. Là coi như em lậm vô cái dạ, đúng rồi. Thật ra là cái thời gian nó rất là khó khăn. Đúng. Chúc hai em cứ như thế này, hạnh phúc mãi mãi như thế này. Xin cảm ơn hai em. Dạ. Và bây giờ sẽ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là
một bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio hỗ trợ cho người bị đái tháo đường đang sử dụng thuốc hạ đường huyết. Với 5 thành phần, Ala đã được nghiên cứu và chứng nhận lâm sàng về hiệu quả, đặc biệt là chuyển hóa đường thành năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản theo tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nhật. Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ chăn ra gối nệm đến từ nhãn hàng Edena. Và món quà thứ ba đó chính là trọn bộ son môi Zurika Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính đến từ Love Shopping. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi đồi kèm thêm một cặp vé xem kịch tại sân khấu Người Đẹp Hồng Vân. Và bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý, mời hai cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ đâu lưng lại nào, đâu lưng lại nha, nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Vợ bạn ghét con gì nhất? Rồi mời hai vợ chồng em quay ra. Con gì? Con kiến, con mèo. Trời ơi, hai cái con nó khác hẳn nhau luôn. Rồi quay ra. Không sợ con gì, không sợ con gì. Hay. Như vậy với kết quả vừa rồi thì vợ chồng của Quý sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu này. Màu xanh. Màu xanh. Màu này màu gì? Dạ, màu vàng. Màu vàng. Rồi màu hồng đã về tay tôi. Rồi mời rồi, của ai lấy được? Phần mà chị Vân sẽ mời trước. Mời quý vị khán giả chúng ta đếm nào. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. Một. Mở em. Wow. Rồi chúc mừng hai vợ chồng em đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ chăn ra gối nệm cao cấp đến từ Edina. Và chúc mừng vợ chồng em đã nhận được một món quà, đó chính là một bộ son môi Zurika của Nhật Bản đến từ Love Shopping. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình, chúng tôi cảm ơn nhãn hàng Alabio, Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Thấy cô ấy nói về mình cũng tìm cách mà nghĩ hoài, nghĩ không ra anh ơi. Mà bây giờ em mà nói là tối nay là chết với bà đó. Mà mỗi lần mà bà cãi là em im lặng, em thích chọc bà lắm. Bà nói không được, bà mở cửa phòng, xuống bếp bà ngồi. Em không xuống, em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Show.